Vâng, đầu xuân năm mới, Thảo Nhi xe sang xin chúc tất cả các bác yêu xinh đẹp có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe tài lộc, có một năm mới thật là may mắn nhá. Vâng ạ, hôm nay Thảo Nhi xe sang mang đến cho các bác một con siêu phẩm, một con tòa nhà di động đi ạ. Vâng, trước mắt các bác đây đang là một chiếc Lexus LS460L bản chủ tịch. Vâng ạ, của em là bản chủ tịch các bác nhá, bản cao cấp nhất các bác ạ. Mà chỉ có bản chủ tịch mới có bàn làm việc thôi ạ. Đây các bác nhìn này, bàn làm việc này. Đấy, chỉnh ra chỉnh vào này các bác nhìn này. Rất sang trọng các bác ạ. Hồi đấy muốn sở hữu một con xe bản chủ tịch như này, các bác phải bỏ ra số tiền là hơn chục tỷ đồng. Rất là giá trị các bác ạ. Nhưng mà nay các bác sở hữu chỉ có giá 710 triệu đồng thôi ạ. Em sẽ quay các bác cùng xem chi tiết con xe bản chủ tịch này. 4 chỗ ngồi có massage đầy đủ này. Vâng ạ, một chạm là chỉnh ghế này. Ghế chủ tịch đang từ từ ngửa ra và ghế trước đang chạy lên, để cho các bác có một cái chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, êm nhất. Vâng ạ, và khi chỉnh ra các bác nghe những bản nhạc du dưa và bật ghế massage lên, thì em nói thật các bác là cuộc sống hưởng thụ cũng chỉ sướng đến mức độ như này thôi ạ. Có nhìn này, nó ngửa ra này, có nhìn này, có một cái chỗ ngồi này, nằm ra ngủ này, rất là thoải mái các bác ạ. Mà chỉ có trên bản chủ tịch thì mới có cái ghế này thôi ạ. Nó giá trị đây các bác ạ. Vâng, và các bác nhìn này, ngồi chỗ này điều khiển một chạm lên rèm hết. Đấy, tự động hết các bác ạ. Rèm chắn nắng để khi các bác bật lên có một cái chỗ ngồi riêng tư, không ai làm phiền. Nói chuyện tiếp khách hay đi mây bồ không ai phát hiện các bác ạ. Đấy là đẳng cấp và tất cả là bằng điện hết nhá. Đấy là giá trị của xe sang, khi các bác sử dụng mới thấy nó hữu ích thôi ạ. Và các bác cùng xem này, các bác muốn gặp ghế chủ tịch xuống thì các bác chỉ cần ấn một chạm thôi ạ. Một nút ấn thôi ạ. Các bác cùng xem này, ghế sau từ từ gập xuống và khi gập hết cỡ, ghế đằng trước cũng từ từ chạy ra. Rất là thông minh các bác ạ. Bảo sao cái bản chủ tịch nó đắt hơn bản thường tận 2 tỷ đồng cơ. Tại vì cái tính năng của nó cao cấp hơn nhiều các bác ạ. Chỉ bằng một nút ấn mà chúng ta có thể chỉnh ghế ra được, chỉnh ghế vào được. Bằng một nút ấn, hai ghế tự động xử lý lên xuống nhịp nhàng như nhau. Quá là thông minh các bác ạ. Đúng là một con xe dành cho lãnh đạo cấp cao, dành cho các bác nguyên thủ, dành cho các bác chủ tịch tập đoàn. Tại vì cái năm 2007-2008 các bác biết kinh tế nó khó khăn, để mà sở hữu con xe chục tỷ đồng như này thì gần như là cả Hà Nội cũng chỉ có một hai con thôi. Nên là gặp nó đã khó rồi, chứ em chưa nói vấn đề để được ngồi lên xe các bác ạ. Đấy các bác nhìn này, từ bàn làm việc này bật ra này, có chỗ ngồi rất là thoải mái, ghi chép sổ sách những việc gấp mà các bác không kịp xử lý thì ngồi trên xe xử lý luôn được, rất là tiện khi có một cái bàn làm việc như này các bác ạ. Vâng, và các bác nhìn giúp em này, rất nhiều tính năng chỉnh ghế hai bên. Đấy, và khi em bật sang bên N này, lại chỉnh bên phụ, lại chỉnh bên thư ký. Và bên thư ký này cũng chỉnh được ghế như bình thường. Các ông xem này, em chỉnh ghế ra này, ghế em sẽ chỉnh ghế chạy ra này. Các ông nhìn này, ghế đang từ từ chạy ra này. Và tất cả là bằng điện hết các bác ạ. Con xe dài gần 6 mét nên chỗ ngồi rất là thoải mái khi các bác chỉnh ghế ra. Có một cái tư thế ngồi rất là thoải mái các bác nhá, khi đi xa nhá. Vâng ạ, và tiếp tục các ông nhìn giúp em này, những tính năng của nó này. Chỉ có chỉnh ghế sau thôi mà các ông đếm giúp em này, 8, 9 hướng này, rất nhiều hướng chỉnh ghế này, từ tựa chân, tựa đầu này, rồi lưng bóp eo các kiểu này. Và đây này, đây là làm mát ghế, sấy rửa ghế. Đấy, ấn vào tắt đi này, và tiếp tục bên cạnh thế này. Bên cạnh là làm mát ghế, sấy rửa ghế, bên chủ tịch. Bên nào như nhau các bác ạ? Các bác nhìn này, ấn vào là sử dụng hết các bác ạ. Muốn làm mát, làm nóng ghế là vặn là được hết các bác ạ. Và tiếp tục hướng lên bên trên này, các bác sẽ thấy này, những nút chỉnh rèm. Chỉnh rèm tránh nắng hai bên và đằng sau. Tất cả là bằng một nút ấn thôi ạ. Êm ru ạ. Và đây, đây là chế độ chỉnh điều hòa. Con này là của em là 4 vùng điều hòa đập lập riêng biệt. 4 người có thể 4 nóng lạnh riêng biệt khác nhau, không liên quan gì đến nhau. Các bác nhìn này, bên nóng bên lạnh này và đằng trước như thế luôn. Đấy, con xe nó dùng 4 điều hòa khác nhau để phục vụ những người riêng biệt không liên quan gì cả. Các bác nhìn này, chỉnh mặt, chỉnh chân được hết này. Riêng biệt hết này, không liên quan gì đến nhau cả này. Đấy, khi các bác sử dụng một con xe đắt tiền, nó sẽ phục vụ các bác những cái thứ mà không ngờ đến nó có các bác ạ. Kể cả ngồi hàng ghế sau cũng có thể chỉnh loa cho xe được, volume to nhỏ loa cho xe được, ngồi bất cứ chỗ nào cũng có thể chỉnh loa được, chỉnh điều hòa mọi thứ được, quá là dã man, phục vụ chủ nhân những cái tốt nhất có thể ạ. Và tiếp tục ở đây này, chỗ để cốc này, mở ra có thể để bia, để nước ngọt, các bác đi đường có thể uống này, tiếp khách được này, rất là tiện dụng ạ. Và tất cả con xe này của em là được bọc gỗ mới ra hết, các bác nhìn này, đóng vào là có chỗ bọc gỗ này, đấy, tất cả là gỗ mới ra hết, rất là xịn sò ạ. Và đây, con xe này của em là có massage ghế, các bác nhìn này, đây là điều khiển massage ghế của con Lexus LS460 mà chỉ có bản chủ tịch mới có thôi ạ. Vâng, và khi các bác muốn massage ghế này, em sẽ cho các bác biết là cái hưởng thụ nó đẳng cấp như nào này. Em sẽ chỉnh ghế sau ra này, cái ghế chủ tịch em sẽ chỉnh ra này, ngửa hết cỡ này. Và khi các bác sẽ thấy này, khi chỉnh hết cỡ ra
nằm ngửa ra như này mà bật massage ghế lên đấm lưng cho những lúc mệt mỏi các bác làm việc. Sau giờ mệt mỏi mà được đấm lưng massage thì cuộc sống em nói thật các bác cũng chỉ hưởng thụ như này thôi ạ. Các bác xem này, em bật lên này, bật massage này, đấm bóp lưng này, bóp chân bóp lưng này, massage cho các bác mệt mỏi tan biến hết này. Ngồi trên xe đẳng cấp mà được đấm lưng như này thì đúng là cuộc sống không còn gì hơn các bác ạ. Đấy, giá trị ở những cái mà khi các bác phải bỏ tiền ra sử dụng mới thấy có giá trị các bác ạ. Các bác cùng xem này, khi bật massage ghế này này, ghế đang bơm căng hơi lên để đấm bóp chủ nhân này, để cho chủ nhân có một cái tư thế thoải mái, hưởng thụ nhất sau những giờ mà mệt mỏi căng thẳng công việc. Thì đây ạ, con xe này nó là con xe phục vụ chủ nhân đi ạ, quá là giá trị ạ. Các bác cùng nhìn này, cái chỗ ngồi quá là thoải mái, vô tư, rộng rãi và bật massage lên đúng là cuộc sống hưởng thụ cũng chỉ mức độ tiêu tiền như này hết cỡ thôi ạ, không sướng hơn được đâu các bác ạ. Và đây, cái điều khiển thứ hai này của em là điều khiển chỉnh màn hình. Các muốn gập màn hình vào, mở màn hình ra thì chỉ bằng một cái điều khiển này thôi ạ. Chỉnh video, chọn bài cũng chỉ bằng điều khiển này ạ, rất là thông minh ạ. Và các bác cùng xem này, chỉ bằng một nút ấn thôi là màn hình tự động gập vào, tất cả là bằng điện và êm ru không một tiếng động các bác ạ. Giá trị của con xe đắt tiền là vậy, nó dùng tất cả là bằng điện tự động hết chứ không có cơ đâu ạ. Và em ấn một chạm là nồi ra này, một chạm ấn là màn hình nồi ra, quá là giá trị các bác ạ. Mà chỉ khi các bác sử dụng mới thấy nó đẳng cấp thôi ạ. Nghe nhạc thì thôi, âm thanh của nó thì dã man lắm các bác ạ. Hai mươi mấy cái loa nó đập vào thì thôi, hay như một nhà hát những giấc mơ, quá là hay các bác ạ. Vâng, và các bác cùng xem giúp em này, khi bác gập xuống này, gập xuống và mở lần thứ hai lên, đây là lần đầu là mở để lấy điều khiển này, và gập xuống bật cái lớp thứ hai lên là các bác sẽ có một cái tủ lạnh, tủ lạnh để nước, để bia thì các bác tiếp khách nhá, đi trời nóng nhá. Các bác cùng nhìn này, côn bốc này cũng nghĩa là tủ lạnh này, chứ côn là mát này, tủ lạnh này, đấy đây là tủ lạnh nhá. Các bác nhìn này, đấy, những cái luồng gió, các bác xem này, em quay này, đây là những cái luồng gió thổi vào này để cho mát bia, mát nước ngọt, mát đồ uống, mát đồ dùng các bác khi đi trời nóng nhá. Để vào đây là rất là mát ạ. Một cái tủ lạnh rất là tiện dụng, mà chỉ có con bản chủ tịch mới có tủ lạnh thôi các bác ạ. Mọi khi em cứ nói nhầm bên trên mới là tủ lạnh, nhưng thực ra đây mới là tủ lạnh ạ. Em nói nhầm ạ, thực ra dưới này mới là tủ lạnh, chứ trên này là cái chỗ để đồ thôi ạ. Cái hốc này là để đồ thôi ạ, nhưng em cũng nói nhầm. Trên này là để đồ và dưới đấy mới là tủ lạnh ạ. Mọi khi em quay cứ nói đây tủ lạnh, nhưng không phải ạ, đây là một cái chỗ để đồ thôi, và bên dưới mới là tủ lạnh ạ. Vâng ạ. Đập ấn vào này mà tất cả bằng điện thế này, và trên này ấn vào lòi ra này, có nhìn này, ấn vào lòi ra. Đầu DVD 6 đĩa. Các bác cắm đĩa video vào để xem màn hình phía trước. Đấy, có nhìn này, gập lên gập xuống để mở này, gập vào này khóa này và gập xuống để đĩa này, rất là hay ạ. Tất cả ấn ra ấn vào êm ru các bác ạ. Quay một con xe sang nó quá nhiều tính năng, thành ra em không nói hết thì các bác mong các bác thông cảm nhá. Và đây các bác nhìn này, đây là một cái điều hòa này, trên nóc đầu chủ nhân có một cái điều hòa, đây là điều hòa nhé, chứ không phải loa đâu ạ. Em nói kỹ các bác, đây là điều hòa này, và đây là điều hòa này, cái điều hòa thứ hai này, chỉnh hướng gió đầy đủ này, có nhìn này, muốn gạt ra gạt vào hết được hết này. Đấy, chỉnh hướng gió đầy đủ hết nhá. Và tiếp tục dưới này là điều hòa này, cái điều hòa thứ ba, đây là điều hòa thứ ba, đấy có nhìn này, đấy cái điều hòa thứ ba nhé. Và tiếp tục dưới này này, dưới chân này cũng có một cái điều hòa nữa, là cái điều hòa thứ tư. Em đếm luôn các bác là 4 cái điều hòa rồi nhá, và trên này nữa là 5. Vị trí là có 5 hướng điều hòa dọi vào một chỗ ngồi để cho các bác có một chỗ ngồi mát tốt nhất có thể ạ. Đấy là giá trị các bác ạ. Đấy, điều hòa đã lọc ion rồi, lọc khuẩn rồi, mà có 5 cái hướng điều hòa dọi vào người này. Bên này thế này, bên này là 1 này, và dưới này là 2 này, và đây là 3 này. Đấy, có nhìn này, hai bên cũng đều là 5 hướng điều hòa khác nhau, để cho các sếp, các bác lãnh đạo cấp cao có một cái chỗ ngồi thoải mái nhất, điều hòa dọi vào êm nhất, không bị gió to. Đấy là đẳng cấp các bác ạ. Chia luồng gió đều xung quanh người để cho cái chỗ ngồi mát tốt nhất có thể ạ. Đấy nó mới là giá trị các bác ạ. Và đây các bác cùng xem này, con xe này của em là ghế da nguyên bản theo xe 100%, không hề bọc lại bất cứ một chỗ nào. Bác nào mà đến xem xe hoặc nhờ thợ xem phát điện, em bọc lại bất cứ chỗ nào em tặng xe. Đấy, lời khẳng định đầu năm chắc định với Thảo Nhi là đây có nhìn này, tất cả bất cứ một miếng da nào ở con xe này của em mà phát điện bọc lại em xin phép tặng xe nhá. Đấy có nhìn này, da ấn mềm nhũn này, có nhìn này, ấn mà rất là mềm ạ. Da nguyên zin theo xe 100%, nhưng mà nó còn giữ gìn mới cứng này, không có một tí nào xuống cấp, rách hay thong ong chóc này, em ấn là mềm nhũn này. Đấy, lời khẳng định chắc lịch bên em là xe này của em là ghế da zin 100% theo xe nhá. Để cho các bác đánh giá là một con xe ghế zin như này thì cái độ mới của nó dã man như nào ạ. Đấy, giữ gì một con xe ghế da zin nguyên bản theo xe mà nó mới như này thì đẳng cấp như nào ạ. Nó quá là mới ạ. Mà con xe này của em là một chủ sử dụng từ đầu. Đấy, đăng ký lần đầu 22, một chủ sử dụng từ mới. Đấy, 2007 nhưng đăng ký lần đầu 22. Nên các bác cùng xem này, từ cái thảm này, cái lỉ bọc sàn xe này, nó mới cứng ạ. Nên các bác yên tâm là không ngập nước đâu ạ. Xe em nhập về thì yên tâm không ngập nước hay là gì đâu ạ, lỗi lầm đâu ạ. Để có nhìn này,
từ cái thảm để chân này nó còn mới tinh tình như này thì các bác đánh giá nó có mới không ạ? Cô xem nó quá là mới ạ. Đấy các bác nhìn này, em lật hết thảm em quay các bác xem này. Đấy, em quay rất là kỹ nhá. Video con xe này em quay rất là dài. Nên mong tất cả các bác có quan tâm con xe này, có yêu xe đẹp thì mong các bác đừng tua video để xem được hết kiệt tác, xem được hết chi tiết một con xe đẹp nó giữ gì như nào ạ. Đấy, các bác nhìn này, từ những cái da táp ni cửa này, từ những cái da này có nhìn này, em ấn vào này, mềm nhũn này, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Rất là mềm ạ. Đấy các bác nhìn này, em vuốt này rất là mềm ạ. Đây, từ những cái vân gỗ này các bác xem này. Vân gỗ này, từ những cái chốt đóng cửa này, mở cửa này còn rất là đẹp ạ. Các bác nhìn này, mới cứng các bác ạ, không có dấu hiệu gì xuống cấp han gì đâu ạ. Đây là giá trị khi các bác mua được con xe một chủ từ đầu. Mà các bác biết là cái con xe một chủ hồi đấy người ta mua hàng chục tỷ đồng, người ta sử dụng thì người ta giữ như nào ạ. Nên là độ mới của nó dã man lắm ạ. Các bác nhìn này, từ những cái vân gỗ này, từ những cái chỗ mở tàn thuốc lá này, chưa hề sử dụng bao giờ này, còn rất là đẹp ạ. Vâng, và các bác cùng xem giúp em này. Của em là con này, của em là rất là dày, cách âm tuyệt đỉnh, nên nó sử dụng kính ba lớp, có thể chống đạn được. Đấy, súng bắn từ xa chống đạn được này. Và đến tận bây giờ các bác tìm một con xe sử dụng kính ba lớp rất là khó vì nó đắt tiền các bác ạ. Chi phí rất là đắt nên là ít hãng dám sử dụng các bác ạ. Mà chỉ con xe hàng đắt tiền như này người ta mới sử dụng hết thôi ạ. Vâng, và con xe rất nhiều loa ạ. Mà một cánh cửa có ba loa này. Các bác nhìn này, một này, hai này và dưới này là ba loa. Xe của em là sử dụng là loa Max Levison. Đấy, một cái hãng loa nổi tiếng nhất thế giới, Max Levison. Nghe rất là hay các bác ạ. Nghe âm thanh của nó thì như một nhà hát của giấc mơ. Hay lắm ạ. Và các sẽ thấy này, một chạm lên rèm được ạ. Xe là một chạm là lên rèm được ạ. Tất cả bằng điện hết ạ. Êm ru này. Và các bác bật lên sẽ có một cái chỗ ngồi riêng tư không ai làm phiền đến. Cách đi hoàn toàn với thế giới bên ngoài ạ. Đấy, con xe đẹp thì em quay kỹ, em quay hết tất cả các tính năng của nó, không thiếu bất cứ một cái gì. Lên thành ra em quay sẽ lâu nên mong các bác thông cảm. Có yêu xe đẹp thì xem hết video chứ đừng có tua nhá. Mong các bác xem video đến cuối ạ. Rất là đẹp ạ, nên xem càng cuối càng hấp dẫn các bác ạ. Và các bác cũng thấy này, một con xe chống đạn được này, cách âm tuyệt đỉnh này. Thì cái thân vỏ cánh cửa nó là dài một gang tay giữa của em này. Có gì này, một gang tay giữa của em đo chế một cánh cửa này. Thì các bác sẽ thấy độ dày của nó như nào ạ. Chống đạn được, cách âm thì tuyệt đỉnh các bác ạ. Từ những cái tem mác của nó này, có nhìn này, chữ Nhật đầy đủ hết này, không thiếu một chữ gì này. Đây, tem mác đầy đủ hết này, và dưới này như thế này, tem mác lách xù này, nguyên bản hết này, còn nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Vâng, và khi các bác đóng cửa một chặng là cửa hít thôi ạ. Xe sử dụng cửa hít nhá, bốn cửa hít sử dụng được hết nhá, êm du ạ. Đóng vào một chặng là hít thôi ạ. Các bác nhìn này, em đóng lại này, một chặng là hít thôi ạ, rất là nhẹ nhàng ạ. Quá là giá trị của xe từ cửa hít, tất cả mọi thứ phục vụ thủ nhân, toàn tính năng sang trọng rồi các bác ạ. Đến tận bây giờ cái loại xe 2-3 tỷ không có đâu ạ. Và các bác cùng xem này, quan trọng cái bên này này, khi bác mở ra này, mở ra ghế chủ tịch tự động gập xuống, có nhìn này, khi mở ra ghế chủ tịch tự động gập xuống này, có nhìn này, ghế gập xuống và lùi vào để cho chủ tịch vào dễ dàng nhất. Có nhìn này, ghế đang gập vào, đang chạy vào này, đấy đang gập vào này. Khi bác ghế đang ở chế độ chủ tịch, khi bác mở ra ghế gập vào để chủ nhân bước ra dễ dàng và bước vào dễ dàng nhá. Đấy, đang ở chế độ ngửa ra ngủ, nhưng khi mở cửa ra ghế tự động gập vào, rất là hay các bác ạ. Cái tính năng quá là đẳng cấp, mà khi các bác sử dụng, các bác nhìn em quay clip các bác mới thấy nó giá trị ạ. Và sau đây em sẽ bước vào chỗ ngồi chủ tịch để quay các bác cùng chiêm ngưỡng những cái tính năng của nó này. Các bác nhìn này, em ngồi vào này, cái chỗ ngồi rất là rộng rãi này, và có một cái bàn làm việc này rất là tiện này. Khi các bác đi xa muốn xử lý việc máy tính này, để laptop hay để bất cứ cái gì đây này, giấy tờ ký cốp này rất là tiện này. Và các bác cùng xem này, em chỉnh ghế này, cái tựa chân đang từ từ gập lên này, các bác nhìn này, các bác nhìn tựa chân đang gập lên này, để thư giãn chỗ ngồi thoải mái nhất này, nằm ra ngủ này, rất là sướng các bác ạ. Chỉnh ra như này thì thôi, một cái chỗ ngồi quá là đẳng cấp và giá trị ạ. Ghế trước gập hết lên, xong ghế sau chỉnh ra như này thì thôi, cuộc sống hưởng thụ phải nói là có tiền mới được sử dụng như này các bác ạ. Đấy, không chê đâu ạ, chỉ bác nào không đủ khả năng mua xe mới chê thôi ạ, chứ còn xe nó hàng chục tỷ đồng hồi đấy thì không ai dám chê đâu ạ. Và khi các bác nhìn này, em mở cái tựa tay ra, cầm cái điều khiển massage lên, bật lên hưởng thụ thì em nói thật các bác nè, đẳng cấp. Đúng là phong độ thì nó thời, mà đẳng cấp mới là mãi mãi ạ. Và đây là đẳng cấp các bác ạ. Hồi đó các bác muốn ngồi cái chỗ ngồi này mà mở ghế massage lên hưởng thụ thì các bác phải bỏ ra số tiền hơn 10 tỷ đồng. Nhưng mà nay bên Thảo Nhi bán con xe nguyên zin nguyên bản 100% này cho các bác, chỉ có giá là 710 triệu đồng thôi ạ. Quá là giá trị khi các bác sử dụng được một con xe chủ nhân giữ gìn, một chủ từ đầu đến giờ đi giữ gìn, mà nay chúng ta sở hữu lại con xe, giá trị còn nguyên, tất cả tính năng mọi thứ nguyên zin nguyên bản hết, mà giá chỉ còn có 710 triệu đồng thôi ạ. Vâng, có nhìn này, từ những cái da này, da bọc xung quanh xe này, tất cả vật dụng sử dụng là đều gỗ mới ra hết ạ. Và của em là da nguyên zin nguyên bản 100%. Em xin phép nhắc lại lần thứ ba,
để các yên tâm là không bọc lại bất cứ chỗ nào này. Có nhìn này, vừa nãy hơi bơm lên để massage này vẫn còn sộp này, nó chưa hút hết này. Đấy các bác nhìn này, từ những cái má ghế này, tất cả zin hết, không vá lại bất cứ chỗ nào. Đấy các bác nhìn này, cái da ghế này ấn mềm nhũn các bác ạ. Da xịn là vậy, càng dùng càng bền thôi ạ. Hồi đấy con xe này con xe đắt tiền nhất của hãng Lexus, nên nó dùng vật liệu đắt tiền tốt lắm các bác ạ. Đây này, chỗ này có là túi khí này. Đấy, chốt này, chốt ấn khóa này. Các bác nhìn này, mới cứng này. Quá là đẹp ạ, các bác nhìn này, cái ghế này, wow. Các ngắm lại cái ghế này, cái chỗ chủ tịch ngồi nhiều nhất này, nhưng mà không có một tí nào hao mòn xuống cấp này. Và đây này, đây là loa này, có nhìn này, đây là loa này, và dưới này là loa này, cái lưỡi này, giữa này cái lưỡi này, là đằng sau tổng 3 cái loa này, đây này, và đây loa nữa này, vị trí 3 cái loa này, và góc này loa nữa vị trí 5 cái, đấy, riêng cái khoan đằng sau là 5 cái loa, để các bác đủ hiểu là con xe rất nhiều loa, âm thanh của nó như một cái vũ trường các bác ạ, nghe hay lắm. Con xe nó hoàn hảo thì nó hoàn hảo đến tất cả mọi thứ ạ. Và các bác cùng xem này, cái bọc lý bên này như thế này, mới tinh tình này, các bác nhìn này, vẫn ông ánh của độ mới các bác ạ. Các bác nhìn mắt thường sẽ thấy là vẫn óng ánh của độ mới, vẫn còn óng ánh không một tí nào hao mòn các bác ạ. Quá là đẹp này. Em quay sâu thẳm bên trong của dưới để chân này, chỗ ghế này, nó mới tinh các bác ạ. Quá là giữ gìn. Một con xe một chủ sử dụng từ đầu mới như này ạ. Từ bậc để chân lên xuống này, inox này, nhôm đúc này, mới cứng này, các bác nhìn này, Lexus này, mới cứng này. Và tem mác nguyên zin cơ bản hết này. Có nhìn tem mác này. Đấy, và những cái chốt này, có nhìn này, cái chốt đóng cửa này, nó mới tinh tình này, vẫn óng ánh soi gương này. Quá là giá trị các bác ạ, quá là đẹp. Và cánh cửa cũng thế này, các bác nhìn giúp em cái cánh cửa này, da bọc cánh cửa nguyên zin hết này, không có một tí nào xuống cấp này. Em gạt tay này vẫn mềm nhũn này, cái da mềm nhũn này. Đấy, có nhìn này, em gạt tay da di chuyển này mềm nhũn ạ, và da zin 100% các bác nhá. Bọc lại em không tính tiền đâu ạ, nhưng đây của em là zin tuyệt đối các bác nhá. Kể cả từ cái chỗ tay nắm cửa này, cái chỗ lắm ra vào nhiều nhất này, nhưng mà còn rất là đẹp, không xuống cấp này. Vân gỗ này, có nhìn này, bóng nhẫy này, các bác em quay này, là mới không xấu một chỗ nào ạ. Em quay rất là kỹ mọi thứ chứ em không giấu xấu đâu các bác ạ. Nên là em quay mọi góc ngách của con xe, để các bác nào có yêu thích con xe này, ưng con xe này thì xem kỹ để cọc bên em ship tận nơi nhá. Từ Cà Mau hay từ Hà Giang em ship được hết ạ. Đấy, mọi miền Tổ quốc bên Thảo Nhi ship được hết. Nên các bác yên tâm cọc tiền là bên em ship nhá, không sợ lừa đảo đâu ạ. Đấy các bác nhìn này, từ đường kim mũi chỉ này, em quay rất là đẹp này. Vân gỗ này, ở chỗ để thuốc này, mở ra là để tàn thuốc này. Đấy, và em mở ra xem có không xem này, bên này là kính ba lớp này. Kính ba lớp chống đạn của em này, rất là dày dặn ạ. Đấy, bảo sao nó cách âm tốt ạ. Ngồi trên con xe không một tiếng động gì ở đây ạ. Từ những cái kính này, đấy, thân vỏ dày này, quá là dã man ạ. Và một chạm là lên rèm cửa thôi ạ. Có nhìn này, cái rèm cửa rất là đẹp này, không hỏng hóc xuống cấp một tí gì nhá các bác nhá. Yên tâm là bên Thảo Nhi quay rất là kỹ, tất cả tính năng là bên em sử dụng luôn, để các bác xem video là thẩm định luôn, là không hỏng hóc một cái gì ạ. Chính vì vậy nên em quay video rất là dài, nên mong các bác nào có yêu xe đẹp mà có quan tâm qua xe này thì mong các bác xem hết video nhá. Đấy, và bên này tem mác đầy đủ hết này, dưới này là tem này, em quay từ cái tem, quay từ cái thảm để chân quay đi, để các bác đánh giá con xe đẹp là vậy ạ, giá trị là vậy ạ. Các thẩm định lại cái nội thất này, cái chỗ ngồi chủ tịch này rất là rộng rãi ạ, còn một con xe dài gần 6 mét. Đấy, ngồi chỗ ngồi này nó thư thái lắm các bác ạ, nó đỡ mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng các bác ạ. Và đây, đóng cửa van ạ, một cửa hít một chạm này, các bác nhìn này, cửa hít một chạm hết ạ. Có nhìn này, em đóng lại này, em cho các bác xem này, hít hết các bác ạ. Đấy, êm ru ạ. Bảo sao Lexus là một cái dòng xe giữ giá nhất thế giới, tại vì nó sản xuất ra con xe bền bỉ, không hỏng hóc bất cứ cái gì các bác ạ, theo năm tháng cứ thế thôi ạ, mãi mãi thôi ạ. Toyota với Lexus là một, thành ra nó theo năm tháng nó bền lắm ạ. Bảo sao nó giữ giá, nó không bị xuống giá là vậy ạ, vì nó không hỏng hóc vô cái gì các bác ạ. Theo năm tháng các bác thấy em quay này, tất cả tính năng hoạt động hết các bác ạ. Đúng là các cụ có câu là xe máy phải Honda mà ô tô phải Toyota, đúng thật các bác ạ. Lexus là một hãng xe sang của Toyota, lên thành ra nó bền lắm ạ, bền dã man ạ. Có nhìn này, vân gỗ này, da này của nó là nguyên zin ạ, nó còn mới như này thì các bác đánh giá giúp em ạ, nó có bền không ạ, không bạc hay bong chóc hay nào xuống cấp một cái gì ạ. Kể cả những cái chỗ ra này, lắm tay nắm cửa ra vào phải lắm ở đây này, nhưng còn rất là đẹp ạ. Và đây này, các ông xem này, đây là một cái tính năng là sấy kính, đỡ hấp hơi kính ở cánh cửa. Đấy, một cái tính năng mà đến tận bây giờ em nhìn tất cả dòng xe đều không có, mà chỉ con xe này mới có thôi ạ. Sấy kính để cho đỡ hấp hơi. Và kính đằng trước là kính ba lớp. Đấy, để độ cách âm của nó, các ông sẽ thấy là nó rất là đẳng cấp các bác ạ. Các ông xem này, từ những cái chốt dây an toàn cũng được chỉnh bằng điện này. Các ông nhìn này, đây là cái chỉnh chốt dây an toàn lên xuống để phù hợp cho trẻ con, người lớn, người cao, người thấp để chỉnh lên xuống rồi nhá. Em chỉnh luôn các con xem này hoạt động như bình thường này, không hỏng hóc này. Em chỉnh luôn các con xem này bằng điện hết này. Cái tính năng này em thật các bác là xe 2-3 tỷ không có đâu ạ. Rất ít xe có tính năng này, mà con xe này đã có rồi.
sử dụng bằng điện hết. Rất là hay ạ các bác ạ. Điều chỉnh dây an toàn bằng điện lên xuống. Đúng là một con xe đắt tiền thì nó phục vụ chủ nhân những cái em nhỏ bé nhất, cũng là làm hài lòng chúng ta các bác ạ. Và các bác cùng xem này, cái chốt đóng cửa này của nó này, mới tinh các bác ạ. Một con xe một chủ sử dụng từ đầu, nó mới thì mới tất cả mọi thứ ạ. Từ những cái chốt đóng cửa này và từ những cái tem mác của nguyên zin của bác này, có gì này. Một con xe đắt tiền nên là sử dụng rất nhiều tem ạ. Đâu cũng thấy tem các bác ạ. Và cái bậc để chân các bác xem này. Bậc để chân nó rất là mới ạ. Không có dấu hiệu gì xước hay là bong chóc hay là ố đâu các bác ạ. Đấy các bác xem giúp em này. Chỉnh ghế thôi nhưng rất nhiều hướng, bơm lưng này, lên xuống ra vào đầy đủ hết này. Bơm lưng ghế, bóp eo các thứ đầy đủ hết ạ. Và đây các bác cùng xem giúp em này, cái ghế này, cái da nguyên zin nguyên bản này, nhưng còn mới tinh này. Con xe một chủ sử dụng từ đầu này, cái da ghế của nó này, các bác nhìn này, thẩm này em sờ vào này, mới tinh hình tình này, quá là dã man các bác ạ. Các bác nhìn giúp em này. Em ấn vào này. Và em quay góc kỹ này, sâu thẳm bên trong nó hơi dạn một tí này, để các bác sẽ thấy là da zin này, chứ không phải bọc lại này. Có nhìn này, sâu thẳm bên trong nó hơi dạn một tí này, để các bác thẩm định luôn này của em là da zin nhá. Chứ nhiều bác cứ bỏ bên thảo nhi là bọc lại các thứ, là đây em quay chi tiết luôn, quay luôn cả chỗ dạn để các bác cũng thấy là con xe của em là zin nguyên bản này. Các bác nhìn này, kỹ là dạn này, hơi dạn đất một tí này, theo năm tháng này hơi lất đất một tí này. Đấy, nhưng mà nó zin hết các bác ạ. Đấy mới là đẳng cấp của một con xe giữ gìn. Sưu tầm mua được con xe này là quá là xứng đáng ạ. Mà phải bác nào có duyên mới sưu tầm con xe này được các bác ạ. Đấy các bác cùng nhìn giúp em này, từ những cái da này, da táp lô này, đấy da táp lô này, cái chỗ lắng dọa vào nhiều nhất này, còn rất là đẹp ạ. Từ cái vân gỗ này, tất cả còn như mới cứng, không xuống cấp một tí gì. Nếu mà có trẻ con chở đi mà quăng quật vào đây là xước ngay ạ. Nhưng mà đây chủ nhân quá là giữ gìn mấy con xe mới như này ạ. Và khi các bác mở cốp ra này thì các bác sẽ thấy này, một con xe một chủ từ đầu giữ gìn này, sổ sách hơn một cân sổ sách còn nguyên. Có nhìn này, Lexus đã cung cấp cho chủ nhân hơn một cân sổ sách, rất nhiều sổ sách này em mở ra các bác xem này, còn nguyên zin nguyên bản hết. Đấy, một con xe giữ gìn là vậy, sổ sách theo xe hãng cung cấp còn nguyên đến bây giờ. Và đây là con xe lần đầu tiên em mua rất nhiều Lexus rồi, nhưng đây là con đầu tiên em mua mà còn sổ sách chủ nhân giữ gìn được như này. Đấy là giá trị các bác ạ. Từ những cái tem bảo hành này của nhà máy này, chính hãng Lexus này cung cấp này, còn nguyên zin này, từ những cái sổ có nhìn này, sổ hướng dẫn sử dụng này, có nhìn này, rất nhiều sổ ạ. Mà chỉ con xe một chủ sử dụng người ta giữ gìn thì mới giữ được sổ ấy thôi ạ, chứ ít xe mà sử dụng mà còn sổ sách này lắm ạ. Hai chìa khóa đã có khóa rồi, nhưng đây của em là sổ sách Lexus cung cấp theo xe từ mới giờ còn nguyên. Các bác sẽ thấy là con xe nó giữ gìn như nào ạ. Cái sổ sách nó quan trọng, nhưng quan trọng nhất là để mà con xe giữ gìn được mà còn sổ sách như này, đấy là giá trị ạ. Wow, đến bản thân em quay em còn phải trầm trồ khen ngợi một con xe xứng đáng là con xe hàng sưu tầm, hàng thừa. Cho các bác yêu xe đẹp mua về để sưu tầm ạ, vì nó quá là mới ạ. Đấy các bác nhìn này, 1,5 cân sách em cân thì không hết ạ. Đúng là bác nào mà mua được sưu tầm con xe này của em được thì đúng là phải hữu duyên, có duyên các bác ạ. Vì nhiều bác mua xe lăn tăn này không mua được con xe này của em đâu, mà phải nhanh tay gọi điện chốt nhanh cọc luôn thì mới mua được xe này đẹp này của em. Vì con xe nó quá là mới các bác ạ. Để cho các bác lãnh đạo, các bác yêu xe đẹp, các bác có tiền sưu tầm ạ. Hồi đó là ước mơ thì nay các bác chỉ cần bỏ ra 710 triệu đồng thôi ạ. Và đương nhiên sổ sách còn nguyên thì xe phải còn hai chìa khóa ạ. Hai chìa khóa đầy đủ rồi, nhưng mà nó có cái tem này, có nhìn này, hai chìa khóa đã có khóa rồi nhưng mà cái tem treo móc chìa khóa của hãng cung cấp vẫn còn nguyên. Có nhìn này, hướng dẫn để mở khóa xe các kiểu này, có nhìn này, tất cả tính năng này, hướng dẫn mở khóa xe đủ kiểu này. Đấy, giữ gìn là vậy các bác ạ. Quá là giữ gìn khi một con xe sử dụng chủ nhân giữ gìn được như này ạ. Và các bác cùng xem này, nó mới mức độ này, cái thảm bọc xung quanh sàn xe này, nếu mà ngập nước là bẩn ngay các bác ạ, nhưng mà không được mới này đâu ạ. Nhưng mà của em nó còn mới tinh 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 ạ. Một con xe hàng thửa xứng đáng là một con xe mới nhất Việt Nam ở đây ạ. Nó mới tất cả mọi thứ, không xấu một bất cứ một chỗ nào, đẹp hoàn hảo mọi góc cạnh các bác ạ. Và đương nhiên đóng cửa là hít ạ, các bác nhìn này, em quay này, một chạm là hít thôi ạ, êm ru luôn các bác ạ. Vâng, và tiếp tục em sẽ quay bên chính đấy ạ. Bên đây là bên lái xe các bác ạ, mà cái chỗ lái xe là cái chỗ ra vào nhiều nhất này, xem nó có xấu không ạ. Cái chỗ này mà lên xe lổ máy là phải ngồi dưới đấy ạ. Nhưng mà em quay có cùng xem này, cánh cửa này không thẩm định đi ạ, không có một tì vết xước bong chóc đâu các bác ạ. Đã là một con xe một chủ đầu mà chủ xe họ giữ gìn rồi, thiếu đẹp tổng thành các bác ạ, không xấu một điểm nào luôn. Đấy, và trong video này em quay rất là kỹ mọi chi tiết, nên mong các bác xem video kỹ để chốt con xe nhanh gọn nhất nhé các bác nhá. Chứ đầu năm con xe lên sóng thì không còn đâu các bác ạ. Xe đẹp bên em đã thừa về thì nhiều bác quan tâm lắm, nên mong các bác xem thật kỹ nhá. Bên em thì tuyển xe rất là kỹ, thành ra không có nhiều xe đâu ạ. Nhưng mà xe đã tuyển về mà lên sóng cho các bác rồi thì là toàn là hàng sưu tầm thôi ạ. Mà đã là hàng sưu tầm rồi thì lên sóng thì rất nhiều bác quan tâm, nên mong bác nào ưng con xe này thì gọi sớm nhất cho bên Thảo Nhi nhá. Và đương nhiên này, bên này cũng có chỗ chỉnh dây an toàn đầy đủ hết này. Đấy, em sử dụng hết tất cả mọi chức năng cho bác yên tâm, xem là để hoạt động chưa chú hết.
để cho bác nào có ưng chốt thì yên tâm là không sợ hỏng bất cứ một cái gì nhá. Đấy, các bác nhìn giúp em này, tem mác đầy đủ hết này. Đấy, từ cái tem em quay hết tất cả mọi thứ luôn, để cho các bác yêu xe đẹp quan tâm con xe này thì xem được hết mọi góc cạnh em quay rồi nhá. Tiếp tục vào cánh cửa này, tem tiếp này. Đấy, các bác nhìn từ cái chốt này, rất là mới này. Và rất nhiều tem này, các bác nhìn này, rất nhiều tem mác dán này. Nguyên zin nguyên bản hết nó mới đủ tem như này các bác ạ, chứ sơn lại rồi nó mất tem ngay ạ. Và con xe này của em là nhập Nhật nhưng xuất Mỹ này, các bác nhìn này. Sản xuất tháng 7 năm 2007 này. Đấy, các bác nhìn này, số rất là đẹp ạ. 0707 này, có nghĩa là tháng 7 2007. Đấy, và nhập Nhật, con này của em là bản nhập Nhật xuất Mỹ các bác nhá. Tí đến phần động cơ em sẽ quay các bác cùng xem là cái tem xuất Mỹ nó có một cái tem khác biệt hoàn toàn nhá. Đấy, và đây các bác cùng xem này. Con xe này là chỉnh ghế điện, nhưng mà nó hay một cái là chỉnh được cả cái đè chân nữa. Cái đệm đỡ đầu gối đã, có nhìn này, em chỉnh ra này, nó dài được khoảng tầm 10 phân nữa này. Ghế đang bình thường này nhưng em chỉnh ra này, có nhìn này, nó dài thêm được 10 phân nữa này, để đỡ chân cho lái xe lái đường dài đỡ mỏi này. Đấy, có nhìn này, cái tính năng này thì không phải xe nào cũng có đâu các bác ạ. Có nhìn này, ra được khoảng tầm 10 15 phân này. Rất là tiện các bác ạ, để cho những người lái xe mệt mỏi có thể đỡ chân được nhá, chỉnh ra dài để đỡ chân nhá. Rất là hay và tiện dụng ạ. Và các bác cùng thẩm duyệt em này, cái da ghế này, wow. Quá là dã man và mới này. Cái chỗ ngồi nhiều nhất này. Nhưng mà xin thưa các bác ạ, đây của em là da zin nguyên bản 100% nhưng nó mềm này, các bác nhìn này. Nó còn quá là đẹp ạ, không có một dấu hiệu xuống cấp ạ. Vì chủ nhân đã bọc cho nó một lớp áo, khi em mua có một lớp áo bên ngoài nữa, thành ra cái ghế này còn nguyên zin nguyên bản ạ, quá là mới ạ, các bác thẩm này. Em quay rất là kỹ này. Quá là đẹp ạ, con xe này hàng siêu tầm, hàng thửa. Một chủ từ mới, chủ nhân quá là giữ gìn khi giữ được con xe nó mới như này ạ. Các bác nhìn này, thứ dây an toàn này. Đúng là một con xe đẹp, nó hoàn hảo ngoại góc cạnh các bác ạ. Vâng, và đây, vô lăng con xe là tất cả bằng điện hết rồi nhá. Các bác nhìn này, em chỉnh lên xuống gật gù này bằng điện một chạm được ạ. Dòng này nó là dòng đắt tiền nhất của hãng rồi, nên những tính năng này nó là đương nhiên rồi các bác ạ. Chỉnh vô lăng lên xuống ra vào bằng điện gật gù hết ạ. Và đây các bác nhìn này, riêng cái góc này rất nhiều nút này. Rất nhiều nút đấy ạ. Và đây là auto gập gương, tắt đi là gương khóa xe không tự gập. Và các bác để auto là khi khóa xe mở xe gương tự gập ra gập vào nhá. Và đây là sấy vô lăng này. Đấy, sấy vô lăng này. Và bên này là tắt cảnh báo va chạm, tắt đi này các bác lùi sát vào tường là không kêu nhá. Và đây là AFS này. Đấy. Và bên này là AC115, ấn vào là AC hoạt động tốc độ cao nhất để cho mát nhanh nhất các bác ạ. Và dưới này là mở cốp mới mở bình xăng nhá. Vâng ạ, và các bác cùng thẩm duyệt cái vô lăng đi ạ. Em vào trong quay vô lăng các bác cùng xem này. Wow, cái vô lăng của nó này, nó có giữ hay không các bác nhìn vô lăng sẽ thấy này. Cái gỗ cái da này thì không giấu xấu được các bác ạ. Nếu mà xấu là lộ ngay ạ. Cái vân gỗ của nó này, nguyên zin nguyên bản này. Các bác nhìn này, từ cái logo Lexus này. Đấy, các bác nhìn cái vân gỗ của nó này, nó còn mới tinh bóng nhẫy này. Wow. Con xe này lái xe riêng chắc phải dùng găng tay mới giữ được như này các bác ạ. Và các bác cùng xem này. Tất cả tính năng rất thông minh ạ, từ cái auto hold này. Khi các bác dừng đèn đỏ là đạp phanh nhả ra là xe tự động phanh và đạp ga tự đi, không phải về số nữa. Và đây, đây là phanh khoảng cách, các bác đi gần xe khác là xe tự động phanh, tránh trường hợp va chạm. Và đây là cruise control. Rất thông minh các bác ạ. Rất nhiều tính năng cao cấp, thông minh. Mọi thứ tốt nhất thế giới đã được lắp vào con xe này rồi, nên không thiếu bất cứ tính năng gì trên đời các bác ạ. Lè lỗ sờ tốp này, xung quanh bọc bạc hết này. Tiếp tục dưới này là auto phanh tay, có nghĩa là các bác về B là xe tự động phanh và đóng số, chạy xe chạy là tự động tắt phanh tay nhá. Rất là thông minh, không cần phải ấn đâu các bác ạ, tự động auto hết rồi ạ. Và các bác cùng xem này, cái da táp lô này, cái chỗ mà lắng dọi vào nhiều nhất của em này, nếu mà xuống cấp là xuống ngày các bác ạ, nhưng nó còn nguyên zin nguyên bản hết này. Wow, quá là đẹp các bác ạ. Một con xe nó đẹp tổng thể mọi chỗ luôn các bác ạ. Đấy, và con xe này trên này có ba loa này, trên cái táp lô cũng ba loa này, hơn 20 cái loa, rất nhiều loa các bác ạ. Và em xin được giới thiệu lại, con xe này của em là một chủ sử dụng từ đầu, chủ xe là giám đốc bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, xe có lái xe riêng. Đấy, và em xin phép được tắt máy đi và đè lổ lại để cho các cảm nhận con xe này của em là không có bất cứ một lỗi gì, hoạt động bình thường êm ru luôn các bác ạ. Con xe nó đã mới rồi thì tất cả tính năng nó phải hoạt động như bình thường các bác ạ. Em quay cả vấn đề đè lổ luôn để các bác cùng xem này, tất cả lỗi hoạt động hết này, ấn lên là hiện này, và em đè lổ lên này, đấy hết này, các bác nhìn này, khi đè lổ lên này không có bất cứ một lỗi gì hiện lên này. Đấy, các bác nhìn này, đấy, trách luôn cả vấn đề đè lổ luôn, các bác cùng xem để yên tâm là không có bất cứ một lỗi gì hiện lên màn hình nhá. Đấy là giá trị các bác ạ, em quay rất là kỹ. Nên bác nào có ưng con xe này thì phải chốt sớm cho bên em nhá, chứ muộn này lại tiếc không còn đâu ạ. Và các bác cùng xem này, khi xe vào sâu lùi này, con này hay một cái là nó có tính năng là hỗ trợ lùi chuồng, đỗ ngang đỗ dọc được hết các bác ạ. Các bác nhìn này, khi ấn vào này, ấn vào chế độ lùi ngang này, đấy, khi ấn ok này, các bác nhìn này, khi ấn ok này, em nhả tay ra, nhả chân phanh này, nhả chân ga này, xe tự động đánh lái này, các bác nhìn này,
Wow, tự động đánh lái lùi chuồng luôn. Các bác nhìn này, tự động lái nhá, tự động lùi chuồng nhá. Lùi ngang lùi dọc được hết các bác ạ. Đấy, em đang một mình quay xe nên không tiện quay tính năng lùi chuồng này, nhưng mà em quay để các bác cùng xem là xe tự động đánh lái nhá. Tự động đánh lái lùi chuồng luôn. Ngang lùi dọc được hết các bác ạ. Đấy, nó giá trị một cái, nó hay một cái, nó thông minh mức độ là có tính năng tự động lùi chuồng luôn. Đấy mới đẳng cấp các bác ạ. Chứ một mình em quay video em không tiện quay hết tính năng lùi chuồng này, em chỉ quay qua để các bác thẩm định luôn là xe tự động đánh lái thôi. Các bác ạ. Đấy, và em test luôn các bác cùng xem này. Khi các bác muốn lùi ngang này, khi các bác đóng số này, đóng số lùi ngang này, đấy nó có tính năng là lùi ngang lùi dọc, có nhìn này, đây lùi dọc này, ấn vào đây một phát này, xong ấn ok này, là xe tự động đánh lái luôn này, đấy ngang phải ngang trái này, có nhìn này hai bên này, muốn đỗ bên phải đỗ bên trái được hết này, xong ấn ok này, là tự động đánh lái luôn nhá, và đỗ dọc thế này, có nhìn này, đỗ dọc ấn vào này, là tự động ấn ok là tự động đánh lái hết này, chọn bên trái bên phải được hết này, và khi các bác chọn xong điểm đỗ ấn ok là xe tự động đánh lái, nhả chân phanh trên ga là tự động lùi chuồng thôi ạ. Rất là thông minh, những tính năng như này hồi đó đã có rồi các bác ạ. Đến tận bây giờ nhiều xe chưa có đâu các bác ạ. Vâng, và tiếp tục này, các bác nhìn này, xe đằng sau có điều hòa rồi, đằng trước cũng thế các bác ạ. Bốn vùng điều hòa độc lập, các bác nhìn em chỉnh này. Bên này 76, 75 độ này, và bên kia vẫn 79 độ F này. Con này của em là bản xuất Mỹ nên thành ra nó dùng độ F các bác nhá, chứ không phải dùng nhiệt độ đâu ạ, mà tính độ F các bác ạ. Đấy, và đây này, khi bác muốn sử dụng điều hòa là ấn nút trên cùng này, là chọn chế độ gió này, to nhỏ này, được hết các bác ạ. Chỉnh ghế mặt mũi này đầy đủ hết này. Em sử dụng luôn các bác, để các bác khi mua xe về không bị bỡ ngỡ nhá. Ở dưới này này, tính năng là chọn đầu đĩa các thứ này, để hú hết này. Và ấn ra là có chỗ sạc điện thoại này, rút tẩu ra cắm sạc điện thoại được hết này. Đấy, và dưới này này, dưới này chế độ lái các bác ạ. Đây này, đây là chọn chế độ lái này, đường tuyết, đường thường này, đường trơn trượt này. Đây là 3 chế độ lái này, các bác nhìn này, em ấn này. Đây này, đấy, ấn lên lại chế độ lái khác này, 3 chế độ lái các bác ạ. Và tiếp tục bên này này, bên này là chọn sóc cứng sóc mềm. Các bác muốn sóc mềm là đi cho bồng bềnh hoặc sóc cứng này. Đấy, comfort là sóc mềm này. Đấy, và ấn lên là support là sóc cứng này. 3 chế độ sóc khác nhau. Một đạo để giữa auto, còn dưới là mềm này. Và đây là tắt chân trượt. Tắt chịu chân trượt. Đấy, và bên này là nâng hạ gầm. Ấn một nút này là xe tự động nâng gầm. Và ấn tắt đi xe tự động hạ gầm. Các bác nhìn em ấn này, ấn là xe tự động nâng gầm này. Hình chữ hình là xe tự động nâng gầm đấy nhá. Và tắt đi tự động hạ gầm nhá. Rất là thông minh các bác ạ. Nâng hạ gầm được hết nhá. Và đây này, đây là làm mát ghế, xế rửa ghế. Đằng sau có rồi, đằng trước cũng có. Có nhìn này, hai bên này riêng biệt này. Rất là hay này, bên lại như thế này. Bạn ở giữa tắt đi này, còn không là làm mát là sấy sửa ghế này. Và đây là chế độ ngửa ghế này, làm mát ghế này. Đấy, và đây là bật rèm này. Bật hai rèm, ấn nút là bật hai rèm này. Đằng sau này, ngồi chỗ nào có thể bật được rèm con xe này. Rất là thông minh các bác ạ. Và đây là chỗ để cốc này, mở ra là chỗ để cốc này. Để cốc uống nước này. Đấy, rất là tiện nhá. Tiếp tục bên dưới này, có nhìn giúp em này. Đây ạ. Có nhìn sang bên này đi ạ. Con xe này có một cái cốp rất là rộng này, mở ra có hai tầng cốp để đồ này. Đấy, nhấc lên nữa này, các nhìn này, nhấc lên có tầng cốp giữa này, hai tầng cốp nhá, để được rất nhiều đồ ạ. Rất là tiện dụng ạ, và trong cốp cũng được bọc nhung hết ạ, rất là đẹp ạ. Và các ông xem giúp em này. Con xe này là ngồi đằng sau chỉnh được cho ghế đằng trước, nhưng ngồi bên lái có thể chỉnh được ghế bên phụ. Đấy, để cho chủ tịch ngủ không bị làm phiền này. Khi chủ tịch muốn duỗi chân ra thì lái xe tự động ngồi bên này có thể chỉnh được ghế cho bên phụ. Đấy, các nhìn này, tự động ấn bên lái có thể chỉnh ghế bên phụ được. Các bác nhìn này, ghế đang chạy lên này. Rất là hay các bác ạ. Con nhỏ làm ra ngủ hay là chủ tịch muốn làm ra ngủ không bị làm phiền thì mình có thể tự động chỉnh được nhá. Quá là thông minh ạ. Và khi chỉnh ra các bác nhìn này, cái ghế sau có một cái chỗ ngồi chủ tịch này. Rất là bệ vệ các bác nhìn này. Wow, cái chỗ ngồi hàng chục tỷ đồng mới có được chỗ ngồi này các bác ạ. Không phải đơn giản mua được cái chỗ ngồi đâu các bác ạ. Phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng đấy các bác ạ. Và các bác nhìn này, trên này như thế này. Từ chỗ để kính này, mở ra để kính này, auto hết này, bật đèn đóm này, đấy, tất cả hoạt động hết các bác nhá. Em sử dụng hết cho các cùng xem luôn này. Đấy, và khi tắt đi này, em mở cửa trời này, một chạm là cửa trời ra auto này. Em ấn một chạm ra này, có nhìn này, tất cả là hoạt động chơi chu hết các bác nhá. Con xe này có bất kỳ tính năng gì em sử dụng luôn cho các bác, để cho các yên tâm là nó không hỏng hóc bất cứ một gì ạ. Đấy, đóng vào cũng một chạm hết ạ, auto hết rồi các bác ạ. Wow, mở ra có một cái không gian rất là sáng các bác ạ. Và các bác cùng thẩm duy em này, cái lỉ bọc trần này còn trắng phau mới tinh tình này, có nhìn này, theo năm tháng giờ giữ này, từ cái tem mác này, wow, tem này có nhìn này, còn rất là sáng và đẹp này. Và sau đây em sẽ ra bên ngoài quay tổng thể con xe Lexus LS 460L bản chủ tịch, sản xuất 2007, đăng ký lần đầu 2012, một chủ sử dụng từ đầu đến giờ, để các bác chiêm ngưỡng xem nó có đủ làm các bác siêu lòng không nhá. Con xe này em dám khẳng định là làm chiều lòng những bác khó tính nhất cũng phải yêu con xe này của em. Vâng ạ, đây ạ, có nhìn này, con xe dài gần 6 mét này, trông rất là bệ vệ khi đỗ ngoài đường các bác ạ.
Bảo sao nó được mệnh danh là một biệt thự di động, biết đi, tại vì nó không thiếu bất cứ một tính năng gì trên đời các bác ạ. Đấy, các bác cùng chiêm ngưỡng em nó này. Vẻ bề ngoài của nó này rất là vệ vệ các bác ạ. Năm 2007 nó là ước mơ của rất nhiều người, nhưng mà nay nó trở thành sự thật của các bác luôn. Chỉ có giá 710 triệu đồng thôi, các bác đã được bế em nó về nhà sử dụng đi hàng ngày rồi ạ. Quá là giá trị khi các bác mua được con xe giữ gìn như này. Chủ nhân cũ người ta bỏ quá nhiều tiền ra mua xe, thành ra người ta quá là giữ, nên là đi tận bây giờ nó vẫn rất là mới các bác ạ. Quá là một món hời cho bác nào mua lại con xe này của em, vì lúc mới chủ nhân phải bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để sở hữu em nó. Nhưng mà nay các bác chỉ cần bỏ ra 710 triệu đồng thôi ạ, các bác đã được sở hữu một con xe không khác gì nó mới tinh, chủ nhân giữ gìn như mới các bác ạ. Xe xấu thì em không nói, nhưng con xe này của em nó giữ như mới tinh các bác ạ. Nên đó là một món hời chứ bác nào sở hữu được em nó. Đây và đây này, có nhìn này, là mới từ đèn đóm này, có nhìn này, không ố vàng xuống cấp bất cứ gì này, trong veo như thủy tinh này, như kim cương phát sáng, có nhìn này, trong veo này. Và đây có nhìn này, dưới này rửa đèn này, xe trang bị rửa đèn đầy đủ hết này. Đấy, để rửa đèn này, và dưới này cảnh báo va chạm này, xung quanh xe luôn, đây cũng có này, và rìa lạnh có luôn này. Tính năng an toàn thì không thiếu bất cứ gì đâu các bác ạ. Và đây này, logo của nó, trong logo này em nói các bác là cũng có radar, radar để phát hiện vật thể để phanh khoảng cách, con người hoặc xe cộ là động phanh nhá. Đấy cái radar đấy các bác ạ, trong cái logo đấy có một cái radar như kiểu quân đội để phanh khoảng cách nhá. Và đèn bên cạnh thế này, có nhìn này, trong veo như thủy tinh này, còn rất là mới ạ. Nếu mà nó xấu là nó xuống cấp ngay các bác ạ. Đây là từ cái rửa đèn này, đây cảnh báo va chạm này, để đủ hết này các bác ạ. Một con xe đẹp là vậy, nó giữ gìn lắm ạ. Chủ xe quá là yêu xe nên bảo dưỡng xe hết rồi các bác ạ. Từ cái lốp này, thay 4 lốp mới, thay 4 quả giảm tốc mới, và thay càng A mới, càng Y mới, thay hết mọi thứ mới các bác ạ. Mới thay xong, để các bác nhìn này, lốp mới thay vẫn còn gai lốp này, và giảm tốc thế mới thay trước Tết các bác ạ. Mới thay xong các bác nhá. Đấy, chủ nhân người ta yêu xe, người ta bảo dưỡng xe hết rồi, nên các bác mua con xe này về rất là hời, là không phải bảo dưỡng bất cứ cái gì, mua về là trải nghiệm thôi các bác ạ. Dòng Lexus này bên em là chuyên sưu tầm rồi, thành ra chỉ có thử hàng đẹp về phục vụ các bác lãnh đạo thôi ạ. Mà khách hàng của em là toàn những người có nhiều xe này thôi, mua thêm để trải nghiệm thôi. Đấy, nên thành ra người ta cần những con xe đẹp, hàng chất lượng, thì đây bên em là cái người phục vụ được điều đấy cho các bác, phục vụ được những con xe hàng chất lượng, hàng mới như này để đến tay các bác về các bác sưu tầm. Mà em nói thật, sưu tầm được một con xe đẹp như này, mới như này thì nó xứng đáng, quá là xứng đáng các bác ạ. Mua về ngắm cũng sướng, vì nó là một cái hoài niệm, một cái ước mơ hồi đấy mình không thể với tới, nhưng mà nay chỉ cần bỏ ra 710 triệu thôi. Đấy, bên em ship tận nhà cho các bác luôn. Về ngắm nghĩa em nó sử dụng đẳng cấp luôn các bác ạ. Con xe này lái trên đường nó cách âm tuyệt đỉnh luôn, em chấp mọi loại xe luôn, đẳng cấp luôn các bác ạ. Em du không một tiếng động luôn. Đấy, độ cách âm tuyệt đỉnh luôn, loa thì hay. Đấy, ngồi thì êm, thì em nói thật các bác là đến xe đến tận bây giờ cũng không có xe nào xứng danh với nó được các bác ạ. Vì hồi đấy nó dùng vật liệu đắt tiền, vật liệu tốt nên nó bền hơn bây giờ các bác ạ, nó tốt hơn bây giờ. Bây giờ đôi khi là vật liệu nó không tốt bằng hồi xưa, tôn thân vỏ không dày bằng hồi xưa đâu. Nên chính những cái dòng này hồi xưa cách âm mới tốt các bác ạ, chứ em trải nghiệm xe bây giờ không tốt bằng đâu ạ. Đấy các bác cùng xem này, phần đuôi của em nó này trông rất là bệ vệ các bác ạ. Một con xe hàng full size, con này là xe đắt tiền nhất của hãng Lexus rồi, nên là nó phải thiết kế đẹp nhất, dùng vật liệu tốt nhất rồi các bác ạ. Và đây các bác nhìn này, cái chữ Lexus là S460L, và riêng cái chữ L này thôi này, cái chữ L thôi đắt hơn mấy tỷ này, đắt hơn 3 tỷ đồng này. Đấy, bản thường đã rẻ rồi, bản L đã đắt rồi, nhưng đây bản L chủ tịch còn đắt hơn các bác ạ, đắt hơn 3 tỷ đồng với xe bình thường, quá là dã man ạ. Và các bác cùng thẩm cái đèn duyên này, cái đèn xe này nó sáng trưng này, trong veo này, có nhìn này, không một dấu hiệu gì ố này, có nhìn này, bên này anh thế này, có nhìn duyên cái đèn này, wow, phải trầm trồ khen ngợi này, chủ nhân quá là giữ gìn mọi thứ luôn này, giữ gìn mọi thứ mới tinh luôn. Các bác nhìn này, có nhìn cái đèn này, wow, có nhìn rất là đẹp và mới ạ, từ chữ Lexus này, đẹp nguyên zin hết này. Các bác nhìn này, đã là một con xe đẹp thì quay mọi góc cạnh đẹp các bác ạ, từ mọi cái tem cái mác này, đấy, từ cái logo các bác nhìn này, thì cái thanh inox này nó còn sáng bóng soi gương này. Và đương nhiên xe dùng cốp để cốp điện rồi các bác ạ, mở một chạm là cốp điện rồi các bác ạ. Đấy, một chạm là lên cốp điện rồi ạ. Đấy, các nhìn này, đấy, êm du luôn ạ, hỗ trợ khách hàng khi các bác đi di chuyển cầm đồ lặng là xe tự động lên cốp để các bác chở đồ nhá. Đấy, và các bác nhìn cái cốp giùm em này, xe dùng cốp điện này, một chạm lớn nó xuống cốp này, và từ những cái lỉ này, con xem những cái lỉ này xung quanh bọc xung quanh cốp này còn rất là mới và sạch này, xe rất là đẹp các bác ạ, nó đẹp mọi góc cạnh luôn. Em quay rất là kỹ để cho các bác yên tâm là không cần phải xem cũng có thể chốt con xe của em rồi nhá. Nhiều bác cứ than phiền là bên Thảo Nhi nói nhiều, nhưng mà thực tế em quay video chi tiết chứ bên em không nói nhiều đâu ạ. Tất cả em quay rất là chi tiết video để em hướng đến các bác là xem video, bác nào thiện chí là xem video rất là kỹ có thể chốt được nhá. Em quay hàng tiếng đồng hồ cơ,
Bác làm mà không thiện chí xem có thể rất là lâu, rất là bực. Nhưng em quay chi tiết để hướng đến cho các bác thiện chí xem có thể chốt được nhá. Đấy, các bác nhìn này, cái cốp này rất là rộng rãi này. Từ những cái lỉ này, các bác nhìn những cái lỉ này rất là sạch sẽ này. Sâu thẳm bên trong này. Cái cốp là cái chỗ chở đồ bẩn thỉu nhất này, nhưng mà rất là đẹp này. Đấy, và mở cái lắp cốp đây này, các bác sẽ thấy là một cái lốp dự phòng này, còn rất là đẹp này. Từ cái vành cũng không có một tí xước nào này. Chủ nhân rất là giữ gìn này. Đấy, lốp dự phòng gần như chưa hạ các bác ạ. Chủ nhân yêu xe rất là giữ gìn. Đấy, và đây là những cái đồ để kích lốp này, đầy đủ hết này, phụ kiện kích lốp này. Đấy, đầy đủ hết nhá. Và các bác đóng cốp, ấn một chặn là cốp xuống đi ạ. Đây các bác nhìn này, ấn một chặn là cốp xuống này. Đấy, một chặn được các bác ạ. Xuống rất là êm ạ, và cốp cũng được hít ạ, đóng rất là nhẹ xuống hít ạ, chứ không đóng mạnh đâu ạ. Có nhìn này, xuống rất là êm ạ. Lách xù nó hướng đến khách hàng, trầm tính khách hàng, nhẹ nhàng, thành ra nó làm bất cứ cái gì cũng là êm các bác ạ. Ngồi trên xe cũng thế, êm ru luôn ạ. Đấy, đằng sau cũng có cảnh báo va chạm này, có nhìn này. Đằng sau có cảnh báo va chạm này. Đấy. Và các bác chiêm ngưỡng ngắm nhìn dáng của em nó đi ạ. Các bác nhìn này. Cái dáng xe đi ạ, trông rất là chuồng xe bệ vệ ạ. Trông rất là to ạ, vì con xe dài gần 6 mét nên rất là vuông tượng khi đỗ ngoài đường ạ. Trông rất là bệ vệ các bác ạ. Có chiêm ngưỡng đi ạ. Chiêm ngưỡng con Lexus LS460L bản chủ tịch này của em đi ạ. Xem thật kỹ để có thể ra quyết định chốt nhanh nhất để gọi về cho bên Thảo My nhá. Chứ xe đẹp là không có chậm đâu các bác ạ, chậm tay là không còn đâu ạ. Và các bác cùng xem này, từ cái vành, từ cái lốp này mới tinh này, bốn lốp mới cứng này, và vành không một vết xước này. Các bác nhìn chủ nhân giữ gìn vành không một vết xước, và sâu thẳm bên trong này, cái má phanh không một tí mòn này, vì xe mới chạy 7 vạn mốt mai, tương ứng với hơn 10 vạn km thôi, thành ra là xe rất là giữ gìn các bác ạ. Và tiếp tục em sẽ vào trong xe để mở lắp capo cho các bác chiêm ngưỡng khoang máy của Lexus LS460L nhá. Xe dùng động cơ là V8 4.6. Chạy chậm chỉ dùng 4 máy, chạy nhanh mới dùng 8 máy, thành ra rất tiết kiệm các bác ạ. Đấy, chạy con này chỉ loanh quanh 13 14 đi thôi các bác ạ. Và lắp cover các bác mà nhìn này, em mở lên này. Wow, có một cái khoang máy này, các bác nhìn này, quá là đầy đặn này. Lexus quá là trau chuốt con xe khi đã làm một cái khoang máy rất là kín ạ. Đậy xung quanh rất là kín này, rất là đẹp này, các bác nhìn này. Không ngở một tí đường dây điện nào ra này, trông rất là sang trọng này. Không bị quá lố này, khi mở ra trông rất là sang này. Đấy các bác nhìn này, nhựa đậy kín xung quanh khoang máy luôn, trông rất là sang trọng. Con xe đắt tiền, thành ra hãng trau chuốt con xe từng tí một tỉ mỉ các bác ạ. Và các bác cùng xem này, con xe nhập Mỹ, nhập Nhật xuất Mỹ này, nó có thêm rất nhiều tem này, có nhìn này. Có nhìn này, tem này, tem mác này. 4 5 6 cái tem các bác ạ. Đấy, có nhìn này. Rất nhiều tem ạ. Và em sẽ quay các bác xem cái tem nhập Mỹ này, xuất Mỹ này, nhập xuất Mỹ này, USA này, Canada này. Con này là bản xuất Canada và xuất Mỹ các bác nhá. Nên có một cái tem này các bác ạ. Chứ bình thường là nhập Nhật xuất đi nước khác này không có tem ở đâu ạ. Và dưới anh thế này, rất nhiều tem ạ. Để khẳng định con xe này lắp capo của em là lắp zin nhá, chưa hề sơn lại nhá. Đấy, chứ sơn lại là mất tem ngay ạ. Đấy, từ cái thảm chống nóng này, các bác nhìn này, cái thảm chống nóng này còn rất là đẹp này. Wow. Đấy, từ cái tem này, từ cái tem Lexus này. Đấy, đi động quay tem này, rất nhiều tem này. Và ốc capo này, các bác nhìn này, còn nguyên zin nguyên mảng hết các bác ạ. Và sau đây em sẽ có một bài test rất là hay, test con xe này để các bác cảm nhận cái máy của nó rất là ngon các bác ạ. Đây này, các bác nhìn này, máy nhá, em quay này, em sẽ vào đè lỏ máy lên, em sẽ vào cho xem đè lỏ máy lên. Xong em sẽ có một bài test để các bác sẽ thấy là máy nổ rất là êm, gần như không một tiếng động rung lắc gì. Đây xe đang nổ máy này, em sẽ tắt đi này. Đây đang nổ máy các bác nhá. Em tắt đi này. Các bác xem tắt đi này. Đấy tắt đi và đè lỏ lại này. Để chứng minh các bác là xe đang nổ máy nhá. Đây các bác nhìn này, em đè lỏ lại này. Lỏ máy nhá, này. Đè lỏ này. Đấy đè lỏ nhá. Này các bác nhìn này, xe đang nổ máy rồi nhá. Và sau em sẽ ra ngoài em lấy một cốc nước đầy. Em sẽ đè vào lắp khoang máy để test luôn các bác cùng xem là xe nổ máy gần như không tiếng rung. Các bác nhìn này, lấy một cốc nước đầy này em đè luôn vào khoang máy này. Không, để các bác thẩm định luôn ạ, từ xa không đến xem xe được, thẩm định luôn là máy nó êm như nào ạ. Gần như không nghe một tiếng máy lỏ luôn. Đấy là giá trị các bác ạ, rung êm ru luôn. Máy mà kém là rung nắc ngay, nhưng bác không xem này. Nước không, gần như không tí dao động rồi này. Để có bước đẩy lên này, nhưng không tí dao động rồi này. Cho các bác thẩm định luôn một vài test thực tế luôn, chứ không ngõm đâu các bác ạ. Test thực tế không có một tí rung nắc dao động nào luôn. Để các bác thẩm định luôn nó ngon như nào ạ. Một con xe ngon nó ngon từ máy ngon đi các bác ạ. Này các bác nhìn này, không tí rung nắc nào này, êm ru này. Và sẽ vào trong máy, trong xe em quay các bác cùng xem là xe vẫn đang nổ máy này, chứ không phải tắt máy đi đâu nhá. Có nhìn này, xe vẫn đang nổ máy này, có nhìn này, vẫn đang nổ máy nhá. Để cho các bác yên tâm một điều là bên em test rất là kỹ. Đến phần máy các bác không đến xem được thì bên em cầm cốc nước ra test luôn, để các bác xem là nó êm như nào ạ. Nếu mà rung giật máy kém cái là sóng sánh nước bắn ra ngoài ngay ạ, chứ không êm như này đâu ạ, gần như không tiếng rung rồi này. Quá là giá trị, quá là đẳng cấp các bác ạ. Giá trị cốt lõi là đây các bác ạ. Đấy, còn đẹp đấy các bác ạ. Con xe đẹp là vậy, nó giá trị, nó giữ gìn lắm ạ. Sâu thẳm bên trong rất là giữ gìn ạ. Đấy, và em sẽ mở khoang máy có không xem này. Từ đường ống, từ những cái chốt này còn rất là đẹp này. Không có hỏng hóc cái gì này, có nhìn này. Đấy các bác ạ.
mua được con xe của chủ xe người ta giữ gìn là vậy, nó đẹp lắm, nó đẹp tổng thể cơ các bác ạ. Nên bác nào phải thật hữu duyên, thật có duyên mới mua được con xe này của em, chứ không phải ai cũng mua được đâu ạ. Đấy, chậm chân là không còn đâu ạ. Các bác nhìn này, từ đường ống này, từ đường nước này, các bác nhìn này, nguyên zin nguyên bản hết này. Đấy, không có một dấu hiệu gì xuống cấp đâu các bác ạ, nó đẹp lắm các bác ạ. Nên là bác nào phải nhanh tay gọi điện sớm nhất cho bên Thảo Nhi nhá, chứ chậm tay là không còn đâu ạ. Đấy, mua xe đẹp rồi nhưng phải là có duyên nữa các bác ạ. Vâng ạ, em sẽ đóng nắp máy vào này. Và sau đấy sẽ đóng nắp cabo vào để quay các bác xem lại tổng thể con xe. Sau đấy em sẽ đi đến phần gầm nhá, để quay các bác chiêm ngưỡng phần gầm con xe nhá. Con xe đẹp rồi thì đẹp phải từ máy, đẹp vào khoang nội thất, đẹp bên ngoài, phải đẹp phần gầm nữa các bác ạ. Nên bên Thảo Nhi sẽ quay cả gầm để cho các bác chiêm ngưỡng luôn nhá. Và em mời các bác ngắm lại một lượt em đó. Sau đấy chúng ta sẽ đi đến phần gầm ạ. Phần gầm đấy ạ, em sẽ mời các bác vào luôn phần gầm đấy ạ, để chiêm ngưỡng gầm con Lexus LS460L bản chủ tịch này các bác sẽ có mới không ạ? Đây ạ, mời các bác ngắm luôn đi ạ. Có mới không ạ? Wow, quá là mới các bác ạ. Sáng choang này, tất cả mọi chi tiết này, chi tiết nào là dùng được hợp kim là đều sáng bóng này các bác nhìn này. Nó rất là đẹp các bác ạ. Đấy, các bác thẩm định cho em đi ạ. Quá là mới các bác ạ. Chủ nhân phải là người quá là giữ gìn, quá là ít đi, quá là trau chuốt con xe. Thì bây giờ mới có một con xe mới như này xuất hiện trước mặt các bác ạ. Nó quá là đẹp các bác nhìn này. Từ cái phần e-lock các bác nhìn này. Wow, tấm chắn này, nó trắng phau này, sáng bóng này các bác ạ. Nếu mà không đẹp không sáng như này đâu các bác ạ. Thì những cái thảm này, sàn này các bác nhìn này, cái nhựa sàn, cái thảm này đây là lỉ này. Nếu mà đi vật đường xấu, đường gồ ghề là vỡ ngay các bác ạ. Nhưng mà cái sàn của nó này không một tí xà nào này. Nếu mà đi vào đường xấu, đường gồ ghề nhiều gạch là vỡ ngay các bác ạ. Chạm gầm ngay, nhưng mà đây của em rất là đẹp này. Từ cái e-lock chống nóng này, từ cái nhôm chống nóng này. Đấy, bô này các bác nhìn này, bô hợp kim này. Không một tí nào xuống cấp này. Này, các bác nhìn này, nhôm chống nóng này, còn rất là mới này. Và dưới này như thế này. Wow, trắng phau này các bác nhìn này. Sâu thẳm bên trong này, những cái bô này. Các bác nhìn này, nó trắng phau phau này. Quá là khen ngợi con xe đẹp các bác ạ. Con xe này mới có xe xứng đáng để sưu tầm các bác ạ. Vì nó quá là mới này. Wow, đúng là chất lượng các bác ạ. Đúng là tiền nào của đấy khi sưu tầm được con xe này quá xứng đáng các bác ạ. Bỏ tiền ra mua phải mua được những con xe này mới xứng đáng sưu tầm. Đấy, có nhìn này, những cái bô này. Có nhìn này, này, nó trắng phau này, sáng bóng soi gương này, các bác nhìn này. Quá là giữ gìn ý đi các bác ạ. Từ những cái càng này, có nhìn này, dưới em này. Trắng phau thì các bác, có khác gì xe mới không ạ? Có thẩm đi ạ, những cái càng này có nhìn này. Có mới không ạ? Có nhìn đi ạ. Đây ạ. Quá là mới các bác ạ. Đấy. Có thẩm đi ạ, nhìn này. Em quay này, nó trắng phau phau này. Đây, những cái nhôm này có nhìn này, hợp kim này. Đấy, toàn vật dụng tốt thôi thì theo năm tháng nó mới lắm các bác ạ. Càng dùng càng mới này, sâu thẳm bên trong này. Các bác nhìn em quay này, rất là mới ạ. Và đây này, 4 giảm sóc thủ nhân mới thay, còn mới này các nhìn này, rất là mới này. Đấy, 4 giảm sóc mới thay xong, mới thay chữ Tết xong, rất là đẹp các bác ạ. Đi 3 4 năm nữa không phải thay luôn. Đấy, các nhìn này. Đấy, bên này thế này. Bên này vậy các bác ạ, rất là đẹp này. Không xấu bất cứ chỗ nào. Đẹp tổng thể luôn, từ những cái bô này, càng này, cũng thế thôi ạ. Đẹp xuất sắc các bác ạ. Có nhìn này, đấy, wow, trắng phau này, quá là giữ gìn này, đấy có nhìn này, nhôm này, đấy, quá là đẹp các bác ạ. Chỉ có những xe giữ gìn mới như này thôi ạ, thay làm sao được các bác, thay làm sao hết được ạ. Đấy, những sâu thẳm bên trong các bác nhìn này, những cái càng này, càng cong này, rất là đẹp này. Và đây ạ, sóc cũng là mới thay này, có nhìn này, sóc mới thay này, rất là mới ạ, có nhìn này, mới thay xong các bác ạ. Nên các bác yên tâm sử dụng nhá, chủ nhân bảo dưỡng hết rồi, nên mua về chỉ việc đi thôi ạ. Mới lắm các bác ạ. Lốp này, có nhìn này, em quay gai lốp các bác cùng xem luôn này. Quay từ dưới quay lên các bác cùng xem là cái lốp nó rất là mới này. Ấn con tay vào lọt thỏm này, gai rất là dày này. Quá là giữ gìn các bác ạ. Và bên này như thế này, em quay luôn 4 lốp các bác cùng xem này là lốp mới này. Lói có sách, mách có chứng, tất cả bằng video hình ảnh hết, chứ không nói mồm đâu các bác ạ. Bên em là không nói mồm, nói bằng hình ảnh video hết. Nói hơi nhiều thôi nhưng tất cả bằng thực tế hết các bác ạ. Đấy, bạn quay xa các bác cùng xem này, cái gầm này. Wow. Các bác chiêm ngưỡng đi ạ, từ xa cái gầm đi ạ. Các bác thẩm đi ạ, nó có mới không ạ? Quá là mới các bác ạ, quá là yêu các bác ạ. Không ngờ cái gầm của xe lại mới như này các bác ạ. Xứng đáng là một con xe đẹp nhất Việt Nam các bác ạ. Con xe này mà không sưu tầm thì không mua được xe nào đâu các bác ạ. Đấy, các bác nhìn này, càng bên trên thế này, còn rất là đẹp và mới này, trắng phau này. Đấy, sâu thẳm bên trong này, các bác nhìn này. Quá là giá trị các bác ạ. Đến xem xe không kỹ bằng quay đâu ạ. Này, cái sóc này cũng thế này, các bác nhìn này, còn rất là đẹp này, mới thay xong còn đen ánh này. Đấy, sóc mới thay các bác nhá. Tiếp tục sang bên này cũng thế này, các bác xem này. Bên này cũng thế này, càng này. Đấy, các bác nhìn này, hộp kim nhôm này, còn rất là đẹp và sáng này, và sóc cũng thế này. 4 giảm sóc mới thay xong, em quay kỹ luôn cho bác cùng xem thẩm định luôn. Đấy, các bác đến xem xe không nên cầm xem được, nhưng em quay video em quay kỹ luôn để các bác đỡ phải xem luôn là bên Thảo Nhi quay rồi, không phải xem nữa, chỉ có ưng chốt hay không thôi ạ. Và lốp thế này, lốp mới thay không này, mắt còn dày nguyên này. Đấy, thực tế hết các bác ạ, chứ không nói mồm đâu ạ.
giờ xã hội về thực tế hết. Nói có hay bằng giờ nhưng phải bằng video để chứng minh các bác xem, chứ không nói mồm đâu ạ. Và lốp lại như thế này, em quay tổng thành hết mọi thứ luôn, để cho các bác yên tâm luôn, có ưng là chốt thôi ạ. Một video dài gần một tiếng đồng hồ để các bác ưng là chốt thôi ạ. Vâng, và em xin được giới thiệu lại, con xe này của em là Lexus LS460L, bản chủ tịch, sản xuất 2007, đăng ký lần đầu 2012, một chủ sử dụng từ mới, bên Thảo Nhi đang bán với giá là 710 triệu đồng. Bác nào ưng thì gọi ngay cho bên em số điện thoại là 077 403 9999. Vâng ạ.